Ui ui con sợ không ui, chết con chó rồi. Ôi chết con chó rồi mọi người. Anh em xem bắt thì cái con rắn kìa. Con rắn vẫn còn đang kia kìa. Ui giời, cắn chết con chó cả yến đấy này. Chết. Kéo con chó ra trước, kéo con chó ra đi. Kìa rắn hai con kìa. Đâu? Cắn chết chó á? Đâu? Để tôi vào cái nào. Đâu? Đây, chó này. Chó nuôi ở đâu? Đây, chó nuôi này, cắn chết chó luôn. Ui giời ơi, con này. Không được, chết con chó rồi. Ôi, chết con chó rồi, mọi người. Anh em xe bắt thì cái. Con rắn kìa, con rắn vẫn còn đang kia kìa. Ui giời, cắn chết con chó cả yến đấy này. Chết. Kéo con chó ra trước, Kéo chó ra đi. Kìa, rắn hai con kìa. Kéo ra thuộc tôi cái. Ui giời ơi, chó nó cắn chết luôn này mọi người. Chết con chó nhà tôi, chết không chứ. Ui, kinh không chứ. Phí nhỉ. Sợ thật. Hơn chục cân à? Chết chó. Ui. Hai con nó cắn là chết đúng không? Ừ. Thôi để tôi mang con chó ra đây nhá. Ui, đây okay, okay. Ông kéo con chó ra ngoài đi. Kéo con chó ra ngoài. Lỗ nó vào kìa. Đâu? Lỗ kìa như này. Ừ đây nhìn con rắn. Ủa đâu mất con rồi? Đây. Con nó cũng sau kìa. Đây mọi người nhá. Ui đây con này nó trèo cây không này. Đâu? Đây. Ui. Nó đang trèo từ bên nọ ra bên kia kìa. Ui giời ơi con rắn này. Kinh như này mọi người. Trời, đang trèo đây này, này chiến ơi. Kinh nhỉ. Đang trèo đây này. Sao trèo giỏi thế nhỉ? Trèo giỏi quá. Úi đây, con kia nó nằm ở đây này. Đây này, một con đang nằm ở góc này. Dã man. Úi đang xoay, nó dựng đây. Đấy, nó trèo nó góc này đấy nhá. Cái thằng nó bổ mặt đấy. Nó bổ mặt mình đấy, lấy cái gì mà xoay này ra đi. Ba con nó cắn thì sống không sao rồi. Kinh quá. Sống kiếm rưỡi. Mọi người thấy nguy hiểm không? Cắn chết chó luôn. Ui, nó đang ngay đây này. Chiến này, thả ăn gà cái ra đi. Cũng nó kêu kinh lắm. Hả? Cho rắn nó đi. Tay mày con góc tường, đấy. Đấy, nó rơi xuống đấy. Đấy, nó trèo tít trên góc tường đấy kìa. Ui, đầu nó đâu nhỉ? Đầu nó mắc ở trên đấy. Kinh chưa? Kéo cái dẫm vào cái túi đằng sau rắn đấy nhá. Bỏ nó vào túi đã. Kinh quá mọi người. Sợ thật. Đấy mọi người thấy không? Kinh người có rắn rết này nó sợ lắm. Cắn không chưa kịp đâu. Chó như vậy cắn phát chết luôn đi. Nghe tiếng ẳng phát là nó mất tích rồi nhá. Thế đấy. Con kia nó cuốn lên trên khó bắt. Này xem này mọi người. Mà không biết con nào là con thủ phạm cắn chó nhỉ. Em nghi cả ba con. Dù kinh chưa. Hay là chó vào trong này định bắt nó hay gì. Không biết nữa. Nhiều khi con chó nó ngủ trong chuồng gà. Nó đè con rắn. Đâu? Đâu rồi? Ôi con này nó đâu nhỉ. Ủa đây nó quận một cục đây nhớ. Đâu? Đang quặn một cục cái này. Đây mọi người này, đang quặn đây này. Nhà này mới bữa trước mình bắt xong rồi lại vào cái này. Bên ngoài nó có vườn vậy, thấy mọi người thấy không? Chọc đi. Đâu, chọc bên kia đi, đấy. Không lỗ. Không lỗ. Không lỗ. Chọc bên này đi. Chọc bên này thôi. À đây, cối kia. Không xuống không? Vẫn nằm im. Cầm gậy chọc bên này. Chọc bên này thì nó ra bên nào? Đây nó đang trườn ở đây nhỉ. Nó đang trườn đây. Đấy. Chưa. Chùi vừa khít cái này được nhỉ. Chùi vừa khít cái khe này luôn. Mà con rắn này to ấy chứ. Tôi nó lượn lên trên được này. Chọc vào đuôi ấy. Nó sang bên kia đi. Nó đang thò đầu lên trên này thôi. Đấy nó trườn đâu ở đây. Đây nó sang bên này đấy. Ui đây. Ui cái đầu nó ngay đây này. Người tập tỏa đi. Đây. Ừ, lấy chọc cái nó ra đi. Chọc đây. Ui, đầu nó đã quay vào kia rồi. Đầu nó quay vào kia rồi. Dồn một cục kia này. Nó dồn một cục kia rồi. Mọi người.
Đấy đấy, đấy. Chiến đi, chọc chọc đi. Đấy, sang bên này chọc đi. Đấy, chọc vào đuôi ấy. Khôn chưa? Đấy. Thấy chưa? Dễ bắt được một người. Xuống. Nó định mổ đấy. Cái thế này là thế định mổ đây. Kinh quá chứ. Gồng đấy luôn. Gồng luôn ở đây nè. Này quay đi anh chọc cho. Chọc nó không đi luôn đấy. Con này lẻ lắm. Chưa. Kinh rồi. Một búa với gậy rồi. Một gậy nè. Phải kiếm cái gậy khác rồi. Trên nóc ấy. Mày không? Cái khe bé tí này mà nó chui được. Đưa mình vào sát thế này. Quay này nguy hiểm lắm. Không xuống này, tôi thấy cả mồ hôi. Kìa, nó mổ luôn, nó gồng vào đấy rồi, nó gồng. Lại trườn sang, con này cũng nạn thế nhỉ. Cái đuôi nó đầy rồi chứ. Nó đang dắp vào đây rồi. Đấy, nó xuống đấy, nó xuống đấy. Ơi, xuống rồi. Đúng rồi, xong rồi. Rồi ra đây đây. Ra đây mà phát trực tiếp cho mọi người xem này. Xuống đây rồi. Ui, nó lẹ. Đấy rồi. Đây. Đây, đây, đây. Đây. Quay trực tiếp rồi quay đi cho anh em xem rồi con bắt là đã không? Rồi vậy đấy, con này sời lắm, con này dữ lắm. Đấy, đấy thì hai thằng bạn tôi rồi đó. Trong này là bắt làm riêng cái giống mổ mang rất là độc mọi người nhá. Cái mùa này nó đang muốn đi tìm về nhà dân đó, để nó tránh rét. Dài nhỉ. Chó mười mấy cân mà nó sời chết phát một nhỉ. Con đấy có khi phải dính mấy phát. To dài. Bỏ vào đây nghe. Sốt hết cả luôn. Bắt. Đấy mọi người, ba con nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn con này. Ui, nó nhảy ngắm. Nước ngại à? Chứ bảo sao vừa nãy không dám bắt luôn. Phải gọi toàn thanh niên cao to đấy. Nào, đây mọi người. Check cho mọi người nhá. Toàn thanh niên cao to mà sợ. Quay nốt cái góc cái xem còn cái nào không ấy. Nhà nó hay trốn ở cái khe này. Gà nó chạy toán loạn. Đây cho các bạn xem. Nó cắn như thế này thì chả chết. Ê, con này bị chó cắn vào đầu này. Nó bị cắn đầu. Ê, cho mọi người xem này. Con này bị chó cắn vào đầu này. Chảy máu này. Để tìm xem đây con nào. Cắn nhau. Tìm nốt xem này. Chắc hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi mọi người. Đấy mọi người nhá, thì sau một hồi anh em mình được cái tin của người dân người ta gọi đến ấy, để bắt giúp người dân thì bắt được 3 con rồi nhá. Mọi người thì chứng kiến cái cảnh con rắn nó độc như thế, mọi người chắc là hiểu rồi đúng không? Có lẽ là cái video của mình sẽ kết thúc tại đây ấy. Mọi người xem một cái video của anh em cảm thấy hay, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em nhé. Chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé.